Mấy hôm nữa là Noel rồi. Bạn mình có bảo là Noel thì muốn làm một việc nhất, đó là đóng tất cả cửa sổ, cửa ra vào. Và ngày hôm đó chỉ nghe cái đĩa album là Christmas Addict của Transparent Orchestra, nghe từ sáng đến tối. Vào tầm 8-9 giờ nếu trời hơi đổ mưa thì sẽ ra ngoài đường để mà ngắm phố, rồi lại về nghe nhạc tiếp rồi đi ngủ. Chuyện đó thật ra thì ngày xưa làm được rất là đơn giản, nhưng bây giờ thì khó quá. Bây giờ ai cũng lớn rồi, có công việc rồi, có cuộc sống riêng rồi, có nhiều việc để chăm lo. Thành ra là những chuyện hồi xưa làm được bây giờ lại thành hơi khó. Còn mình thì cũng muốn làm vậy lắm, nhưng mà cách khác hơn. Không nghe cả album thì mình nghe từng bài. Album nó rất tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. Mình nhớ cái năm đó mình nghe nó không biết phải nghe bao lần trong một tuần nữa, nghe nhiều lắm cơ. Và như một bài mà mình thích nhất đó là cái bài Music Box Blues. Đây là một kiệt tác. Mình vẫn nghe bài này bây giờ. Nghe cùng mình nhé. Music Box Blues của Transparent Orchestra. Thì Giáng sinh nghe cái này thì tuyệt. Dù đường hơi ồn. And I gave you a music box. Back then it seemed like so much. We watched it go round and round as the melodies they unwound. But all these things are now long gone and not to be wished upon. Yeah. But the music box continues to turn. Candle in the window continues to burn. But I know they're just memories of Christmas past, girl, you. I got the lights.
I've got the candle lit for you to see. And beside this window I will wait, for inside this night I know it's not too late.